quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 8 tháng 9 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Khu vực Bắc Trung Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.